Vừa rồi có những lời giới thiệu của lãnh đạo mây em của chúng ta. Một lần nữa xin mượn đôi bàn tay quý giá của tất cả các cô chú anh chị đây cho lãnh đạo mây em của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú anh chị có mặt trong buổi sáng hôm nay. Một ngày tràn đầy năng lượng. Ngày hôm nay tôi rất là vui có cơ hội ở trên sân khấu của tập đoàn quốc tế Vinway, đặc biệt là một sân khấu quốc tế bao gồm được đứng trên sân khấu này cùng với rất nhiều các vị lãnh đạo quốc tế của chúng ta để chia sẻ cho tất cả các cô chú các anh chị ngày hôm nay những kiến thức, những kinh nghiệm được đúc kết ở trong môi trường Vinway. Và ngày hôm nay tôi tin chắc rằng các cô chú anh chị đến đây là xuất phát từ rất nhiều các ngành nghề khác nhau, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay chúng ta lại có mặt ở trong cái hội trường này. Chúng ta lại được ngồi ở đây cùng với nhau. Và chúng ta cùng có một mục tiêu, đó chính là học tập những kiến thức, những kinh nghiệm và chúng ta cùng trao đổi những kiến thức cho nhau. Và hy vọng rằng những kiến thức ngày hôm nay tôi không dám nhận làm thầy của bất kỳ các cô chú anh chị nào đang ngồi ở trong hội trường này. Bởi vì có thể các kiến thức ngoài xã hội, các cô chú anh chị có thể phong phú hơn tôi rất nhiều. Nhưng trong môi trường của Vinway thì chúng ta cần phải đi học hỏi những kiến thức của những người đã tìm hiểu đó. Có thể là ngày hôm nay các vị lãnh đạo đến từ các quốc gia trên thế giới, họ đến đây họ chia sẻ những kiến thức của họ. Và có thể những kiến thức ở lĩnh vực khác thì có thể không siêu sao bằng chúng ta. Nhưng đối với trong Vinway thì dù sao họ cũng đến với Vinway sớm hơn chúng ta. Quý vị có đồng ý không ạ? Vậy để ngày hôm nay tất cả những kiến thức, những kinh nghiệm mà các vị chủ giảng ngày hôm nay chia sẻ cho các cô chú anh chị được tiếp thu nhiều nhất thì cũng mong rằng tất cả các cô chú anh chị chúng ta hãy cùng đưa tâm thái của mình về trạng thái đó là tâm thái giống, được không ạ? Và chỉ như vậy, tâm thái của chúng ta như một chiếc ly giống thì chúng ta mới có thể tiếp nhận được tất cả những thông tin và lúc đó chúng ta sẽ tiếp nhận được những điều tuyệt vời nhất mà tập đoàn quốc tế Vinway dành cho quý vị ngày hôm nay. Và cũng xin chúc tập tất cả các cô chú anh chị chúng ta thu hoạch được nhiều kiến thức và kinh nghiệm nhất, được không ạ? Đối với tôi ngày hôm nay được đứng trên sân khấu này cũng bởi vì vị ân nhân của tôi, bởi vị lãnh đạo của tôi đã chia sẻ cho tôi cái cơ hội của tập đoàn quốc tế Vinway. Thì vừa rồi có thể là lãnh đạo của tôi đã chia sẻ cho quý vị về thông tin rồi, đúng không ạ? Tôi xuất thân là một người có thể nói rằng không phải là được xuất thân ở một cái nơi gọi là cao cấp, cũng không xuất thân trong một gia đình giàu có và địa thế cũng không có. Thế nên bản thân tôi phải đi từ những từng bước, từng nấc thang thấp nhất, phải trải qua những quá trình vất vả. Và vừa rồi tôi có nghe lãnh đạo nói rằng là tôi là một người xuất phát từ vùng nông thôn. Nhưng vì có một cái tư tưởng, một cái suy nghĩ rằng cái lúc mà tôi thi đỗ đại học á, thì có một cái câu nói rằng nếu như bạn không đi ra khỏi cái miền quê của bạn và bạn không đi học tập, bạn không tiếp nhận những kiến thức của xã hội thì bạn sẽ sống mãi trong cái nghèo nơi miền quê nghèo mà thôi. Câu nói đó có kích phát không quý vị? Có kích phát không ạ? Vâng, nhờ câu nói đó mà ngày hôm nay tôi đã liên tục nỗ lực, không ngừng học tập, không ngừng trao đổi, không ngừng thu nhập những kiến thức đặc biệt là của các vị lãnh đạo quốc tế. Chính vì thế tôi mới có cơ hội được đứng đây. Và đặc biệt ngày hôm nay có thể chúng tôi là các vị lãnh đạo, những người được ngồi trên hàng ghế đầu này, là những người đi trước trong môi trường này. Nhưng quý vị nghĩ rằng 5 năm trước thì chúng tôi cũng giống như quý vị mà thôi, cũng ngồi ở những cái hàng ghế. Đặc biệt với bản thân tôi thì mới đầu còn ngồi ở những cái hàng ghế cuối cùng nhất. Nhưng bởi vì có lý tưởng, bởi vì có ước mơ, bởi vì có khát khao mong muốn được thành công mà ngày hôm nay đã có cơ hội được đứng trên, ngồi trên những cái hàng ghế đầu và được đứng trên sân khấu này. Vậy thì
chị bản thân tôi làm được cái điều đó. Thì tất cả các cô chú anh chị chúng ta trong tương lai chắc chắn quý vị cũng sẽ trở thành những vị lãnh đạo, chắc chắn quý vị cũng sẽ có những thành công nhất định và cũng trở thành những vị lãnh đạo ngồi trên hàng ghế đầu, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì tôi rất là vinh dự được tập đoàn quốc tế Reway trao cho một cái cơ hội được chia sẻ một cái chủ đề, và chủ đề này tin chắc rằng không những bản thân của tôi mà tất cả các cô chú anh chị chúng ta ở trong khán phòng này sẽ có được rất nhiều những thu hoạch. Bởi vì chủ đề đó nó có mang một cái phương pháp để giúp cho chúng ta làm sao đạt được cái hiệu suất cao nhất trong cuộc sống của chúng ta làm bất kỳ điều gì, chúng ta mong muốn cái kết quả chúng ta đạt được 10%, 50%, 80% hay là 100% ạ? 100% đúng không ạ? Vậy nên để quý vị có thể thu hoạch được kiến thức và phát huy được toàn bộ những cái thế mạnh của mình, những khả năng tiềm ẩn của mình để đạt được cái hiệu quả cao nhất, thì ngày hôm nay rất mong tất cả các cô chú ý thì chúng ta hãy cùng tập trung, chúng ta cùng lắng nghe trong buổi sáng này, thì quý vị sẽ có được những kiến thức và kinh nghiệm, đặc biệt là tôi sẽ trao đổi cho các cô chú ý chị những kiến thức mà tôi có, và cũng mong rằng các cô chú ý chị chúng ta sẽ có nhiều kiến thức hơn nữa để trao đổi cho các bạn bè của mình, và như vậy chúng ta sẽ có được kiến thức và tất cả chúng ta ngày hôm nay hội trường này sẽ giống như là một dòng suối tươi mát và trao đổi kiến thức cho nhau, được không ạ? Vậy thì làm thế nào để nâng cao hiệu suất? Đó chính là cái chủ đề của tôi ngày hôm nay. Vậy khi mà quý vị làm kinh doanh hay là làm bất kỳ một cái ngành nghề gì, hay là quý vị làm về sản xuất, cũng mong muốn rằng mình sẽ có được cái hiệu suất cao nhất, đúng không ạ? Thế nên cái hiệu suất nó quyết định được sự thành công trong cái môi trường làm việc hoặc là kinh doanh của chúng ta. Vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta nâng cao được cái hiệu suất thì cũng có nghĩa rằng chúng ta khai thác được triệt để tất cả những cái vốn có, đặc biệt là ví dụ như là nguồn nhân lực hay là trí tuệ hay là tất cả những thứ mà chúng ta đang sở hữu, chúng ta đều phải khai thác khả năng của đó. Giả dụ như quý vị cầm trên tay một chiếc điện thoại, nếu như quý vị chỉ dùng một cái chức năng đó chính là nghe và gọi thì nó chỉ gì? Nó cũng chỉ giống như một cái điện thoại iPhone, cũng giống như một chiếc điện thoại gì? Nokia đen trắng, đúng không ạ? Cổ ngày xưa đó. Nhưng khi chúng ta khai thác được toàn bộ đó thì chúng ta sẽ có được vô vàn kiến thức, và người ta nói rằng hiện tại bây giờ một cái điện thoại cho người ta gọi là cả thế giới đi nằm trong tay của bạn, đúng không ạ? Vậy thì trước khi vào cái chủ đề này, tôi xin phép được kể một câu chuyện, bởi vì câu chuyện này nó liên quan đến chủ đề này. Và câu chuyện của tôi kể là cái câu chuyện liên quan đến lĩnh vực làm câu cá. Câu chuyện tính to, quý vị ở đây đã được nghe chưa ạ? Được nghe chưa ạ? Vậy chúng ta hãy cùng nghe lại một lần, được không ạ? Những anh nghe rồi thì nghe lại một lần. Ở một cái hồ rất là lớn. Cái hồ lớn này thì có rất là nhiều cá, và cái hồ câu này thì thu hút được rất nhiều người đến và câu cá, và cái hồ này lớn lắm, rất là lớn. Và trong đó thì có 3 người đến câu cá. 3 người đến câu cá thì có 2 người đã từng đến đây câu cá rất là nhiều, và trong đó thì có một anh chàng là mới đến và câu cá ở cùng và đi cùng cái thuyền này và đi ra giữa hồ để câu cá. Vậy thì khi mà đi cùng ra câu cá như vậy thì đi ra giữa hồ câu cá thì chuyện gì xảy ra? Trong đó có anh thứ nhất, anh ấy đang câu cá ở giữa hồ như vậy thì đột nhiên anh ấy đứng phắt dậy, anh ấy bảo đôi bông bạn
Thế thì anh thứ hai nói rằng nói bụng thì đi lấy bánh bao mà ăn, chẳng phải là mới đây chúng ta ra mà để câu cá ở trên bờ kia có treo một cái túi bánh bao đầy hay sao? Rồi anh thứ nhất này bắt đầu gì? Gật đầu. Bắt đầu gì? Anh ấy bắt đầu đưa chân ra gì? Nhảy xuống nước. Anh ấy bắt đầu gì? Tích tông, tích tông, tích tông. Bắt đầu gì? Ra ngoài bờ và lấy bánh bao ăn xong. Ăn xong rồi thì anh ấy lại gì? Tích tông, tích tông, tích tông. Không, anh nhảy xuống thuyền. Bắt đầu lại gì? Câu cá. Và lúc đó thì gì? Cái anh thứ ba là cái anh người mới đó, lần đầu tiên đi cùng câu cá thì anh ấy cảm thấy rất là hiếu kỳ. Anh ấy bảo, wow, hôm nay mình đi câu cá cùng với hai tuyệt thế cao nhân. Hai tuyệt thế cao nhân lại còn biết cả khinh công. Wow, vị thứ nhất này quá là giỏi, quay được qua mặt nước này. Và anh ấy cảm thấy rất khâm phục. Nhưng mà cái khâm phục của anh ấy, cái hiếu kỳ đó thì anh ấy lại giữ trong lòng. Và anh ấy cũng không hỏi cái người kia rằng gì, cụ thể như thế nào, nhưng anh gì, anh giữ ở trong lòng. Và anh ngại hỏi. Tiếp tục câu cá như vậy một lúc sau thì anh thứ hai lại đứng phát dậy, đói bụng quá. Anh thứ nhất lại bảo, đói bụng thì lên bánh bao mà ăn. Vừa rồi chẳng phải là tôi vừa lên lấy bánh bao mà ăn hay sao? Thì anh thứ hai lại đi, lại đi, lại tinh tong, tinh tong, tinh tong, lại chạy lên trên bờ và ăn bánh bao xong lại đi tinh tong, tinh tong và chỉ giúp tiền và tiền lại câu cá. Và một lần nữa cái anh người mới này lại mắt sáng trưng ra, lại một tuyệt thế cao nhân, lại cũng có khinh công và cũng bay lên trên bờ và chạy qua mặt nước như vậy. Và lúc đó thì gì, anh ấy cảm thấy là gì, không thể nào, làm gì có chuyện, mình chắc cũng làm được. Nhưng mà anh ấy lại không hỏi người kia. Và lúc một lúc sau thì gì, câu cá như vậy thì hai anh kia câu cá nó cũng được nói bụng, thì anh thứ ba này cũng hết chịu nổi rồi, hết chịu nổi rồi, được nửa buổi rồi thì là gì, đứng phắt dậy và cũng kêu, tôi đói bụng quá. Thế thì hai anh vừa rồi nhìn sang bảo, đói bụng thì lên lấy bánh bao mà ăn. Vừa rồi chẳng phải hai chúng tôi vừa lên lấy bánh bao mà ăn hay sao? Thế là anh này cũng bắt đầu đi, cũng bắt đầu là thể hiện mình là cao nhân đúng không ạ? Thể hiện là cao nhân, bắt đầu đi đưa chân, bắt đầu nhảy xuống nước, bắt đầu đi tính tong đúng không ạ? Nhưng mà vừa mới kịp tí đặt chân xuống nước cái là tụt xuống dưới đáy hồ và gì, uống nước no. Và lúc đó anh thứ nhất bắt đầu nói với anh thứ hai, đây huynh đệ, vừa rồi hình như là anh không có nói với cậu ta là mặt đá nó nằm ở đâu đúng không? Quý vị có hiểu là sao không? Có hiểu câu chuyện này không ạ? Có nghĩa là ở dưới mặt nước có một số viên đá đúng không ạ? Và một số viên đá này đã đặt sẵn ở đấy rồi. Và khi mà anh thứ nhất và anh thứ hai có biết ở dưới mặt nước này có đặt những viên đá đó không ạ? Có biết không ạ? Nhưng anh thứ ba có biết không ạ? Vâng, anh thứ ba thì lại không biết cái điều đó. Nhưng mà gì? Vì ngại hỏi, vì sống gọi là ngại mở miệng, thế nên là gì, anh ấy tự hành động theo gì, theo suy nghĩ của mình. Và cuối cùng anh phải nhận quả đắng, đó chính là gì, uống nước đúng không ạ? Vậy thì câu chuyện này cho chúng ta biết rằng nếu như chúng ta đến một bất kỳ một môi trường nào, nếu như chúng ta không biết học hỏi kiến thức kinh nghiệm của người cũ thì chúng ta sẽ chấp nhận vấp phải trái đắng đúng không ạ? Chúng ta sẽ vấp phải những cái điều mà gọi là tai nạn vừa xảy ra giống như anh thứ ba vừa rồi. Nên thông qua câu chuyện này nó cũng chỉ là một bài học cho chúng ta. Vậy ngày hôm nay cũng như vậy, bài học cho chúng ta đó chính là chúng ta đến
đến bất kỳ một cái môi trường nào giống như môi trường của Gateway này, thì chúng ta đều có những người giới thiệu cho mình cái cơ hội này đến đây, đúng không ạ? Thì dù họ đến đây sớm hơn chúng ta bao nhiêu, một ngày hay là hai ngày, thì chúng ta cũng nên phối hợp và học hỏi những kiến thức kinh nghiệm đó. Vậy ngày hôm nay điều đệ ra đây là một người không có được nhiều những món quà cao quý để tặng cho quý vị, nhưng ngày hôm nay tôi muốn tặng cho tất cả các quý vị bốn cái viên đá quý giá để chúng ta công bí, giống như hai anh chàng vừa rồi là đấy, anh chàng thứ ba vừa rồi là sớm nước, được không ạ? Vậy thì cái viên đá thứ nhất tôi muốn tặng cho quý vị đó là gì? Đó chính là motivation. Đó chính là tạo cái động lực cho đội nhóm của mình. Quý vị nghĩ rằng cái động lực có quan trọng không ạ? Động lực rất quan trọng. Động lực hay còn gọi là giữ nhiệt, đúng không ạ? Giữ nhiệt cho đội nhóm, giữ nhiệt cho tổ chức của bạn. Vậy thì việc giữ nhiệt nó phải nằm suốt trong cái quá trình mà quý vị làm việc, và kể cả cuộc sống hàng ngày, tất cả các quý vị làm việc hay là sống ở trong môi trường gia đình, thì việc giữ lửa ở trong gia đình mình hay là trong môi trường kinh doanh, ở trong công ty hay trong đội nhóm chúng ta đang hoạt động, thì việc giữ lửa cho đội nhóm có quan trọng không ạ? Vô cùng quan trọng. Nên để đội nhóm chúng ta phát triển được tốt, để đội nhóm chúng ta luôn luôn có một cái nhiệt để chúng ta làm việc, thì chúng ta để ý là chúng ta phải luôn luôn giữ nó. Chúng ta để ý người ta rèn sắt, người ta phải gì? Đưa cái thanh sắt đó cho vào trong lò nóng lên thì người ta mới gì? Mới rèn được nó. Thì đội nhóm của quý vị cũng như vậy, phải luôn luôn làm nóng đội nhóm của quý vị lên. Và môi trường của chúng ta luôn luôn phải giữ được cái nhiệt đó, thì chúng ta mới có cái động lực để chúng ta làm việc. Nếu như không có nhiệt, không có động lực, thì toàn bộ đội nhóm đó sẽ bị nguội lạnh. Kể cả gia đình cũng như vậy, có rất nhiều gia đình cũng xảy ra cái vấn đề đó là không giữ được nhiệt, mà thì tình cảm trong cái môi trường đó bắt đầu đi rạn nứt. Thì trong đội nhóm quý vị cũng như vậy mà. Chúng ta không có giao tiếp với nhau nhiều, không có giao lưu với nhau nhiều, thì chắc chắn đội nhóm của quý vị sẽ không có được cái nhiệt đó. Vậy làm thế nào để kích hoạt đội nhóm? Làm thế nào để kích hoạt những đối tác mới tham gia vào môi trường của chúng ta? Thì ngày hôm nay tôi có thể chia sẻ cho tất cả các quý vị một số các phương pháp về tạo động lực và kích phát cho đội nhóm. Ví dụ, các vị đã từng tham gia các chương trình, các cuộc họp, thì quý vị cũng để ý mỗi một cuộc họp của chúng ta thì luôn luôn có những cái nội dung, ví dụ như là chia sẻ phát triển kinh doanh quốc tế chẳng hạn, cũng là một cái nội dung, đúng không ạ? Rồi chương trình con đường thành công có phải không ạ? Rồi chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm, hoặc là gì chúng ta ngồi với nhau ở trong cái môi trường ví dụ như thế này. Ví dụ đây là một cái, lấy ví dụ nhé, là chúng ta có thể gì tổ chức một cái sự kiện, một cái chương trình, bắt đầu gì mời một số vị có thể là tọa đàm với nhau. Mời tọa đàm với nhau thì gì đặt ra các câu hỏi kích phát, và khi mà cái người chia sẻ đó, có thể họ chia sẻ cái gì ạ? Họ chia sẻ cái con đường thành công của họ, họ có thể chia sẻ những kiến thức hoặc là những cái phương thức của họ, để cho cái người nghe bên dưới họ cảm thấy gì cái người này phù hợp với câu chuyện của mình. Và chỉ cần một điểm nào đó thôi có thể là gì kích phát được người mới, những người đến nghe cái môi trường này, và họ cảm thấy rằng gì mình cùng với cái vị chủ giảng đó có thể gọi là gì phù hợp cái câu chuyện đó, thì kích phát của họ sẽ được tạo cái động lực để họ tham gia cùng với đội nhóm của chúng ta. Nên
Cái phương thức của chúng ta thì có thể gì? Tổ chức tọa đàm như này cũng là một cái phương thức. Hoặc là gì? Chúng ta có rất là nhiều cái phương thức khác nhau, là gì? Tổ chức một cái bữa tiệc đó. Và trong đó thì mời một số vị lãnh đạo chúng ta cùng nâng ly. Giả dụ như đội nhóm của chúng tôi vừa rồi tổ chức chương trình gì? Tất niên đó. Và cũng có mời các vị lãnh đạo của chúng ta và cùng gì? Cùng giao lưu và cùng chia sẻ đó. Ví dụ như thế này. Tiếp theo là quý vị có thể gì? Mời đến một số những nhân chứng, hoặc là một số gì? Chúng ta nên là gì? Lựa chọn người lớn tuổi và gì? Những người trung tuổi và những người gì? Có thể là trẻ tuổi của chúng ta. Để gì? Mỗi một câu chuyện của họ để kích phát được những người khách mời của mình. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta không có ai đảm bảo 100% mời gì? Chỉ có người trẻ không ạ? Và cũng có gì? Chúng ta không thể 100% mời gì? Các bác lớn tuổi một chút, đúng không ạ? Nên chúng ta gì? Những thành phần chia sẻ đó thì bao gồm đến cả những các bác lớn tuổi. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta để ý hình ảnh này là của một bác trong đội nhóm thôi. À, một ông này, đúng rồi. Đây là gì? Ông này, đúng rồi. Là một người rất tích cực hiện tại. Ông Tiến trong đội nhóm tôi đã trở thành lãnh đạo 2 năm. Cho ông Tiến ngồi dưới hội trường một tràng tay được không ạ? Và bên cạnh đó thì gì? Còn rất nhiều cái buổi như là tiệc ở văn phòng, ngồi ăn cùng với nhau. Như vậy có phải là kích phát không ạ? Có phải là hâm nóng không ạ? Có phải là tạo động lực không ạ? Đó chính là một số cái phương thức để chúng ta làm sao cho đội nhóm chúng ta luôn luôn giữ được nhiệt, tạo được động lực cho đội nhóm của mình. Như vậy thì cái giao tình của các cô chú anh chị với khách hàng của mình sẽ càng ngày càng không được hơn. Các cụ chúng ta thường hay nói một câu rằng gì? Đường không đi thì đường mọc đầy cỏ dại, đúng không ạ? Mà người gì? Lâu ngày không gặp sẽ trở thành người sư, có đúng không ạ? Thế nên quý vị bảo trợ một người, mời một người tham gia môi trường của mình, sau đó thì quên bẵng họ đi, thì chắc chắn sẽ không còn động lực, chắc chắn sẽ không còn cái nhiệt huyết. Thậm chí rất nhiều người khi mà đến gặp xong tuyên bố rồi quyết tâm tôi sẽ trở thành gì? Đạt được vị trí này, vị trí kia, tôi sẽ đạt được mục tiêu này, mục tiêu kia, nhưng về nhà đấy lâu không gặp lại thì một thời gian sau tất cả những điều đó sẽ gì? Biến mất, và sẽ không còn động lực để chúng ta phát triển nữa. Nên trong cuộc sống gia đình chúng ta cũng như vậy. Nếu như chúng ta để ý, có gia đình nào mà không thường xuyên rủ nhau đi ăn tối với nhau không ạ? Lâu lâu phải có một bữa gì? Ăn uống, rồi gì? Chia sẻ, rồi nói chuyện. Đó chính là cái phương thức để chúng ta đến tạo được cái gọi là giữ nhiệt cho gia đình. Nên cái chủ đề này nó có thể gì? Giúp cho ông ta cuộc sống này cảm thấy mình tràn đầy hạnh phúc. Có được không ạ? Và những chương trình của chúng tôi, tập đoàn này cũng sẽ tổ chức rất nhiều các chương trình để giữ nhiệt, để kích phát, để giúp đỡ cho tất cả các cô chú anh chị chúng ta ngồi ở đây. Từ người bình thường, người không biết làm thế nào để thành công, những người không có bối cảnh, những người không phải là những người tài giỏi, không phải là những người chuyên gia, thì chúng ta đều có thể thành công được. Bởi vì quý vị chỉ cần dẫn dắt, mời những đối tác của chúng ta đến môi trường này thì tập đoàn này họ sẽ gì? Luôn luôn tổ chức các chương trình chia sẻ về cơ hội kinh doanh để giúp cho tất cả các cô chú anh chị mượn sức để phát triển, để xây dựng cái đội nhóm của mình. Nên kinh nghiệm của tôi thấy rằng là gì? Rất nhiều người rất bình thường, có thể nói là gì? Nhiều người họ tỏ vẻ bản thân của mình không cao sang quá, không kiêu ngạo quá. Nhiều khi chúng ta hay nói một câu chân chất là cứ giả, cứ thể hiện đúng bản chất là gì? Ngu ngu một chút. Đúng không ạ? Ngu ngu một chút. Lãnh đạo bảo sao thì làm như vậy. Lãnh đạo bảo gì? Hôm nay có sự kiện, mời đối tác của bạn đến sự kiện này, thì họ lại ngu ngu một chút. Họ không cãi lại cái gì cả, họ lại mời đối tác của mình đến môi trường đó, và tự nhiên
kích phát. Và bỗng dưng họ lại có đội nhóm. Và mỗi khi tổ chức chương trình đi du lịch hay đi ra nước ngoài để tìm hiểu tập đoàn thì họ cũng ngu ngu một chút, họ lắng nghe và hợp tác với công ty, họ lại mời người đến và đến đưa các tham gia cái chương trình như vậy thì họ lại thành công. Còn rất nhiều người bối cảnh rất là tốt, rất là gì gọi là rất nhiều bằng cấp, đúng không ạ? Ở đây có thể có rất nhiều người bằng cấp nhưng rất là gì hạ mình bình thường, nhưng cháu đang nói là gì những người rất nhiều người gì như vậy, có người như vậy thì họ lại rất kiêu ngạo, họ lại rằng gì tôi là bằng này tôi bằng kia, tôi 4 năm cái bằng liền, tôi còn phải học ai nữa, tôi mà phải nghe bạn dạy à? Đó, thế là đầu tiên không nghe lời và không làm theo, và những người đó đã chưa chắc có kết quả tốt bằng cái người mà đi ngu ngu một chút đó, đúng không ạ? Vậy cho chủ đề này một tràng tay được không ạ? Tiếp theo tôi xin gửi đến tất cả các cô chú anh chị cái hòn đá thứ hai. Cái viên đá thứ hai này đó chính là gì? Viên đá mang tên cạnh tranh. Cạnh tranh có quan trọng không ạ? Vâng ạ. Ở đây chúng ta cạnh tranh thì nó có hai cái nghĩa không ạ? Một là nghĩa gì? Tích cực, hai là nghĩa tiêu cực. Đương nhiên ngày hôm nay tôi sẽ không nói về cái cạnh tranh tiêu cực, mà tôi chỉ nói gì? Cạnh tranh tích cực. Bởi vì bất kỳ một môi trường nào, chỉ cần quý vị luôn luôn tích cực, mà càng tích thì càng giàu. Còn quý vị mà tích tiêu nhiều thì càng tiêu thì càng nghèo, đúng không ạ? Thế nên hy vọng chúng ta đây là một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Vậy chúng ta cạnh tranh như thế nào? Giả dụ ngày hôm nay chúng ta ngồi ở trong cái môi trường này, quý vị có để ý rằng là những cái hàng ghế đầu này có xếp đúng không ạ? Vâng ạ, các vị lãnh đạo được xếp ở trên hàng đầu này, và luôn luôn thì các vị lãnh đạo cấp cao thì sẽ được gì? Xếp ở những vị trí quan trọng. Và trong cái buổi hội nghị đó, những ai là quan trọng thì sẽ được gì? Ngồi trên cái hàng ghế đầu. Và tiếp theo, những ai mà đến sớm thì sẽ được ngồi những hàng ghế đầu và gì? Tiếp nhận được cái năng lượng nhiều hơn, tiếp nhận được kiến thức nhiều hơn. Thế nên có một cái kinh nghiệm là gì ạ? Đi học tập thì đến sớm, đến sớm và ngồi ghế đầu, bởi vì đến muộn thì hết chỗ, thậm chí không còn chỗ đó là phải đứng. Thế nên kinh nghiệm các cụ vẫn nói rồi, ăn cỗ phải đi trước, lội nước đi sau, thì chúng ta đến học tập để lấy kiến thức thì phải đi trước, càng sớm càng tốt. Vậy thì cạnh tranh còn có cái gì nữa? Giả dụ việc xây dựng đội nhóm của quý vị thì việc cạnh tranh nó cũng là một cái việc giúp đỡ cho chúng ta phát triển rất tốt. Vậy thì cạnh tranh như thế nào? Đội nhóm của tôi thì tôi thì đến với Reway cũng được trên 5 năm rồi, nên là có rất nhiều gì rất chia sẻ rất nhiều người ở đội nhóm cũng gì rất nhiều thành viên. Thì có một hôm thì tôi thì có bảo trợ thì rất là nhiều like và rất nhiều người khác nhau, và có hai bạn ở trong đội nhóm, đó là tôi không đọc tên thẳng, đó là bạn A đi, đó quý vị, bạn này A. Thì khi mà tham gia vào thì gì rất là tích cực đó, nhưng mà làm việc rất là sôi nổi, nhưng mà nhiều khi gì nhiều khi làm việc thì cũng không tránh khỏi những xung đột, đúng không ạ? Nhiều khi không tránh khỏi những lúc mà gì lên xuống đúng không ạ? Lên xuống đó. Thì có một thời gian thì cái danh số nó hơi chậm, và tôi gọi điện tôi hỏi thăm thì mới biết là gì bạn này thời gian gần đây thì không thường xuyên gọi điện chăm sóc khách hàng, và cũng không thường xuyên đến nhà khách hàng. Và tôi gọi điện tôi nói chuyện thì mới phát hiện ra điều đó,
Và lúc đó thì gì? Khi mà một hôm tôi nói chuyện ở trong một cái chia sẻ một cái buổi ở hội nghị của đội nhóm, thì tôi có nói đến cái chủ đề là lý do tại sao mà chúng ta không có được cái hiệu suất, không có được đạt được cái kết quả mà cái mục tiêu của chúng ta hoàn thành, đó là chúng ta thì chúng ta không đi chăm sóc khách hàng và không đi tiếp xúc đó. Thì bạn ấy bắt đầu thì hôm đó thực hiện mà học xong về nhà thì hành động. Lúc đó thì hành động thế nào? Bạn ấy đến nhà khách hàng, bạn ấy chia sẻ những cái chương trình, những cái hoạt động, và gì lấy nhân chứng ra chia sẻ thêm cho khách hàng đó. Thì khách hàng này thì khá là khó nhằn, khá là khó ăn, bởi vì khách hàng cứ tìm mọi cách để từ chối. Nhưng mà thì vì cái mối quan hệ rất là tốt với nhau, thế là bạn ấy đã đến nhà, thì khách hàng này thì ở phòng khách thì chia sẻ cả buổi hôm đó, thì khách hàng là gì nấu ăn là đi xuống phòng bếp, phòng bếp thì lại đi xuống phòng bếp cũng chia sẻ phòng bếp cũng được là gì, khách hàng đi vào trong phòng ngủ thì cũng vào chia sẻ xem giúp là ngủ cùng khách hàng trong phòng luôn. Nhưng mà chia sẻ như vậy một hồi không được thì gọi điện cho tôi là gì, anh ơi hình như không ổn, em chia sẻ cho bác ấy kiểu gì không được. Bắt đầu tôi lại đến bảo thế thì nói chuyện với bác ấy như thế này, thế thì bạn ấy lại tiếp tục đến lại chia sẻ tiếp. Và sau đó chia sẻ một hồi như vậy, và đến cái đoạn cao trào nhất cuối cùng, bác ấy thì phiền quá. Các cái phiền quá thì bắt đầu gì, tôi đồng ý mua một liệu trình. Thì khi mà gì tốt thành công thì bạn ấy gì rất là vui, nhưng mà khách hàng đó thì tốt khá là miễn cưỡng. Như bạn đã gọi điện cho tôi là gì, may quá anh ơi, may mà hôm đó anh bảo em là gì đi chăm sóc, đi hỏi thăm, đi biết là may mà bác ấy còn có hai lọ thôi, bác uống gần hết rồi. Thế em chăm sóc như vậy, em nói đúng như những lời gì anh nói, và em đến cuối cùng bác ấy đã đồng ý chốt. Lúc đó bạn ấy cảm thấy rất là vui. Nhưng mà vui gì? Vui trong sự gì? Sự là cố gắng đấy. Có nghĩa là khi mà tôi chia sẻ cho bạn như vậy thì bạn rất là cố gắng. Thế thì lúc đó tôi ở trên văn phòng thì cũng có một chị đang ở trên văn phòng. Lúc đó tôi dùng cái câu chuyện của A này, tôi bắt đầu thì tôi lại kể cho bên. Vậy thì lúc đấy tôi muốn bán cái câu chuyện này cho B, thì tôi đã nghĩ ra phải làm thế nào để hiệu quả nhất. Thì lúc đó thì tôi nói chuyện với B là chị này, em không ngờ cái bạn đấy đi nhà khách hàng, gặp khách hàng và vừa hôm qua học được cái kiến thức đó ứng dụng ngay, và khi mà khách hàng xuống bếp thì chia sẻ với khách hàng đi theo xuống bếp, khách hàng lên phòng khách thì lên phòng khách chia sẻ theo, khách hàng vào phòng ngủ cũng chia sẻ theo, mà không ngờ cuối cùng chốt được một em. Thực sự quá là lợi hại. Nếu như là em có thể là gì, em đã bỏ cuộc rồi, nhưng mà bạn này cực kỳ nỗ lực, cực kỳ cố gắng mà cuối cùng đã thành công, quá là tuyệt vời. Thì lúc này thì B bắt đầu thì khen A, khen không. Có thể là gì, chị ấy cười nhạt như vậy, có nghĩa là thì chị không nói ra cái câu đó, nhưng mà tôi nghĩ là gì, chắc chắn chị đang nghĩ như vậy. Và lúc đó tôi mới hỏi, ê chị ơi, cuối tuần này đội nhóm mình tổ chức một cái buổi OPP, buổi chia sẻ, chị nhân bao nhiêu người?
mời chị mời hết mi nhá. Chị mời chị. Khách hàng của chị. Chị gọi toàn là không đến. Bắt đầu thì tôi lại đi. À, nói chuyện một chút. Rồi đi. Tôi bắt đầu đi. Liệt kê danh sách. Tôi biết được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Tôi bảo đi. Chị. Tất cả những khách hàng của chị. Sau đó tôi hỏi chị, trong tất cả 20 người này, ai là người chị ảnh hưởng nhiều nhất? Có nghĩa là gì? Chị nói A thì người ta A, nói B thì người ta B. Có nghĩa là chị bảo đi, đi đâu đó thì người ta đi. Có nghĩa là cái khả năng mình ảnh hưởng nhiều nhất, chị mời người đó. Và chị mời người đó thì chị không được mời cái gì? Chị ơi, ngày hôm nay mà em có hội thảo, mai đến được nhé. Không được nói như vậy. Mà chúng ta phải mời cho công thức thế này. Đó chính là gì? Phân tích FORM, cái form đấy. Về gia đình, về nghề nghiệp, về đi sở thích, về tài chính, về tất cả của người đó. Phân tích xong hiểu được nhu cầu thì chị mời theo nhu cầu được không ạ? Giả dụ, cháu lấy ví dụ một bác ấy, bác ngồi gần cái đồng, bác thích ăn thịt chó đúng không ạ? Thế vậy cháu mời bác thì cháu phải mời gì ạ? Bác ơi, ôi quán kia có thịt chó ngon lắm, hôm nay bác cháu phải đi, anh ăn bữa này. Thế vậy bác có đi không ạ? Đi chứ đúng không ạ? Bởi vì đấy là sở thích của người ta mà. Thế nên là gì? Giả dụ mời một người đang đi về nóng nực toát vã mồ hôi, mời cái bánh mì có ăn không? Đang khan nước khô cháy cổ họng làm sao nuốt được bánh mì đúng không ạ? Thế nên là gì? Tôi chia sẻ phân tích như vậy một lát sau thì chị ấy gọi điện cả 20 cuộc. Mà không ngờ chị phân tích 20 người xong mời được hết thành công. Cho chị một tràng pháo tay đúng không ạ? Và rất buồn cười, chị trước đây thì gì? Mời khách toàn là gì? Không ai đến. Và tôi phát hiện ra thì mời không đúng yêu cầu. Và lúc đó thì sau cái buổi hội nghị đó 20 người đến thì gì? Lúc đó tôi gặp A, tôi nói chuyện với A. Em chị B này rất là tuyệt vời, nghe có hội nghị cả lập tức liệt kê danh sách mà cố gắng nỗ lực có được 20 khách hàng. Và 20 khách hàng đó đã có được cái hiệu quả rất là lớn, cái hiệu ứng rất là tốt. Nếu như bạn ấy mà cứ phát triển tiếp tục như vậy thì chắc chắn rất là sớm sẽ trở thành lãnh đạo sao của chúng ta. Bắt đầu gì? Bạn A bắt đầu cảm thấy gì? Wow, ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ chị B này quá, rất là ngưỡng mộ. Bắt đầu đến gặp bắt đầu hai người nói chuyện với nhau. A này bắt đầu nói B là gì? Wow, em ngưỡng mộ chị quá. Chị A, hôn nghị cái chị mời kiểu gì mà được tận 20 người mà lãnh đạo rất là khen chị. Chị là một người năng lực như thế, rất là nhanh chóng làm sao đây. Sau đó thì A bảo, chị ơi, thua kém nhiều. Hôm trước em, lãnh đạo bảo nhé, em đến với khách hàng đấy. Ôi, tuyệt vời, cố gắng nỗ lực như vậy mà đạt được doanh số, và đặc biệt là đi chốt được với khách hàng khó tính như vậy. Chị cảm thấy chị phải học hỏi em rất là nhiều lần. Thế thì gì? Khi mà cái sự cạnh tranh giữa hai người, tôi bán cái câu chuyện của hai người như vậy thì gì? Hai người sẽ cảm thấy gì? À, cái người kia mời được người thì tôi cũng sẽ đến mời được người. Còn cái bạn này chốt được thì cái chị kia thấy cái người này cố gắng nỗ lực như vậy thì chị A đó cũng sẽ cố gắng nỗ lực cũng giống như B, và B cũng như vậy. Thay vì tôi bán cái câu chuyện này, bán cái sự cạnh tranh này cho hai người như vậy,
thì mà tôi bán ngược thì nó sẽ không có hiệu quả đâu ạ. Giả dụ tôi bảo cái cô A kìa, mày à, mày có tôi bảo đi gặp khách hàng đấy, tôi đã tận 3 lần, đáng nhẽ bỏ cuộc rồi, nếu mà không có tôi nữa cơ mà. Như thế chuyện gì thế nào? Như thế thì gì? Sẽ không còn động lực nữa. Và tiếp tục lại gặp B, cũng nói với gì? Lấy A như vậy, và tiếp tục gặp A cũng nói cái gì? B là gì? Cái người B cái kiểu dám chương trình OMP không mời người mà không chịu liệt kê danh sách. May mà có tôi ép à, tôi mà không ép ấy, thì có mà không có tôi xem. Lúc đó thì nhận hết về mình. Vậy thì nếu như chúng ta nhận hết tất cả những cái gì công lao đó về mình thì chắc chắn chúng ta sẽ không có được nhiệt của đội nhóm, mà chúng ta phải đẩy tất cả các công lao đó cho các lãnh đạo của chúng ta. Họ làm được một việc, chúng ta khen ngợi cổ vũ. Giả dụ quý vị ở đây rất nhiều người có con có cái đúng không ạ? Có con cái của mình, chúng ta khen ngợi, chúng ta kích phát thì con của mình càng ngày càng phát triển, hay là chúng ta gì chê bai và mắng mỏ nó. Thì đội nhóm chúng ta cũng như vậy, những đối tác của chúng ta vào môi trường này cũng như vậy. Chúng ta càng khích lệ, càng tạo động lực thì đội nhóm càng phát triển. Vậy thì điều này có xứng đáng cho chúng ta nhận một tràng pháo tay về kiến thức này không ạ? Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các cô chú ý chị viên đá thứ ba, đó chính là khen thưởng. Trong cuộc sống của chúng ta khen thưởng có quan trọng mà, rất quan trọng các bạn. Vậy thì chúng ta phải khen thưởng như thế nào, phải tổ chức cái chương trình như thế nào để cho đội nhóm của chúng ta kích phát được mà nó hiệu quả nhất. Giả dụ các cô chú ý chị ở đây chúng ta đạt được thành tích, chúng ta có khen thưởng không ạ? Có mà, có đúng không ạ? Lấy một cái ví dụ trong hàng ngày đi, hàng ngày cuộc sống của các cô chú anh chị, khi mà các cô chú anh chị đòi mẹ phải mua cho con một cái điện thoại, con phải thích chơi game, chúng ta có mua không ạ? Lập tức đưa điện thoại cho ngay không ạ? Không đúng không ạ? Nên là đi khen thưởng thì chúng ta phải làm sao những thứ nó phù hợp nhất, những cái thứ mà gì xứng đáng nhất, đúng nhất và kích phát được nhất, chứ không phải là gì cho một cách gì không có ý nghĩa gì cả. Thế nên các cụ chúng ta vẫn thường nói gì của cho không bằng gì cách cho mà không đúng thì nó không đạt được giá trị gì. Có rất nhiều người nhận của người khác theo kiểu lẽ đương nhiên. Ở đây có ai nhận của người khác theo kiểu lẽ đương nhiên chưa? Đương nhiên là gì? Đó là của mình, bắt đầu gì? Không biết trân trọng nó. Thế nên khen thưởng cũng là một cái vấn đề khá là quan trọng và cực kỳ quan trọng khi mà quý vị muốn kích phát của người khác. Trong cuộc sống, quý vị khen thưởng con của mình như vậy thôi. Con muốn xin một cái gì đó thì chúng ta cũng phải đi nói rằng con phải đạt được thành tích như thế nào, cố gắng ra sao thì chắc chắn cuối năm con sẽ được cái đó. Giả dụ con bảo là gì, con muốn cuối năm muốn được đi đến một cái nơi nào đấy yêu thích, hoặc là muốn nhận được món quà gì đó rất là yêu thích, thì chúng ta cũng phải có được gì những cái phấn đấu cho con của mình. Thì trong đội nhóm của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta làm sao? Giả dụ trong đội nhóm của chúng ta khi mà đạt được thành tích thì chúng ta khen ngợi và chúng ta gì? Trách
trao cho họ những cái kết quả mà họ đạt được. Giả dụ như khi quý vị đội nhóm của quý vị đạt được lãnh đạo bậc sao, thì có phải là tập đoàn chúng ta sẽ tổ chức một chương trình biểu dương đúng không ạ? Vậy thì đội nhóm của tôi cũng như vậy. Đội nhóm của tôi thì không có cái cúp giống như là công ty, nên chúng tôi phải sử dụng gì? Cái phương thức khác. Đó là gì? Có những cái món quà, cái bằng khen như thế này. Khi mà họ đạt được cái mục tiêu và trong tháng đó họ đạt được cái cấp độ đó, và lúc đó khi mà chúng tôi tổ chức cái chương trình như vậy, chúng tôi nói chuyện thì rất nhiều người đạt được cái thành tích đó. Và ngày hôm đó một vị lãnh đạo trong đội nhóm của chúng tôi cười rất tươi, đó chính là lãnh đạo Pablo Cao Thị Thủy của tôi. Cô nói là: lãnh đạo ơi, những người biểu dương ngày hôm nay đã hội vận đội nhóm của cô, cho thấy đội nhóm của cô hoàn thành mục tiêu tốt không? Lúc đó thì gì? Tôi chỉ biết bắt tay và gì? Chúc mừng cô ấy. Bởi vì gì? Trong đội nhóm của chúng ta đó, thì gì? Rất nhiều người đạt được ở trong đội nhóm của ấy. Ở đây tôi thấy là gì? Hầu hết đội nhóm của Cao Thủy. Và trong tháng đó là cô lãnh đạo của chúng ta, lãnh đạo Cao Thủy đã đạt được lãnh đạo vàng vùng. Nên là chúng ta hãy chúc mừng càng thêm quý giá của quý vị. Chúc mừng lãnh đạo Cao Thị Thủy. Vậy thì kích hoạt như vậy, trao những cái phần thưởng như vậy chính là những cái món ăn tinh thần, những cái động lực để cho những người ngồi dưới hội trường hôm đó. Và không ngờ sau hôm đó, cái hội nghị này xong, đã có rất nhiều những người mới ở bên dưới hỏi cái người đưa mình đến bảo: cháu ơi, bác cũng muốn hoàn thành được cái mục tiêu đấy. Thế là cuối cùng gì? Kích phát được rất nhiều người, ra được rất nhiều các vị lãnh đạo mới. Quý vị thấy cái phương thức khen ngợi như này có tuyệt vời không ạ? Có xứng đáng nhận tràng vỗ tay không ạ? Bên cạnh đó thì sự khen ngợi đó đã giúp cho đội nhóm phát triển, và cái vinh quang đó đã giúp cho các vị lãnh đạo đó càng ngày thì càng phấn đấu hơn và đạt được những cái mục tiêu cao hơn và tuyên bố cam kết những cái ngưỡng cửa mới. Thế nên là các vị lãnh đạo này liên tục được kích phát đó. Lãnh đạo Thanh Nhi, lãnh đạo Cao Thủy hôm đó, chúng ta hãy cùng chúc mừng cho các vị lãnh đạo đó đã nhận được cái phần thưởng đó. Vậy thì những cái phương thức kích phát khen ngợi như vậy thì tập đoàn của chúng ta luôn luôn có tổ chức cái chương trình này. Nên là chỉ cần quý vị hãy làm theo lời mà tôi đã vừa rồi, đó là gì? Cứ ngu một chút này, mời khách mời của mình đến tham dự sự kiện của công ty, thì chắc chắn đội nhóm của quý vị sẽ phát triển, quý vị sẽ có tổ chức của mình càng ngày càng lớn và xây dựng đội nhóm của mình càng ngày càng mạnh hơn. Bên cạnh đó, những cái đây là những cái phần thưởng của đội nhóm mà tôi tổ chức, thì quý vị cũng có thể tổ chức theo các phương thức khác nhau. Giả dụ như chúng ta có thể có những món quà như cái bút này, đúng không ạ? Và khi mà quý vị thấy là đội nhóm của mình có một số người có doanh số, nhưng mà gì, họ đang chần chừ, họ chưa muốn gì, họ chưa muốn mua, họ muốn gì, muốn bán hàng, nhưng mà họ gì, họ lại không muốn gì, tạo cái doanh số ngay, họ muốn tích đơn, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể đi tổ chức những cái chương trình, có thể có những cái món quà khen ngợi như vậy và đạt được mục tiêu trong bao nhiêu ngày đó mà quý vị thiết lập. Và khi đạt được rồi thì quý vị gì, tổ chức một cái chương trình. Và khi mà đến thì gì, xách theo cái món quà của mình đến là gì, đặt ở sân khấu đó, bắt đầu đi xếp ra, bắt đầu chia sẻ xong đi đến cuối buổi mới nói rằng gì, vừa rồi chúng ta gì có tuyên bố là khi mà quý vị nào đạt được cái mục tiêu mà tôi đề ra đó thì chúng ta sẽ nhận được cái món quà đó. Và bắt đầu gì, bắt đầu mời khách lên, bắt đầu gì, mở nhạc, sau đó sẽ mời lên khách hàng đấy, lãnh đạo đã nhận được và nhận được thì chúc mừng họ.
và nói với tất cả những người thân. Vừa rồi là những món quà, vừa rồi là những tấm bằng khen dành cho các vị lãnh đạo, những người đạt được mục tiêu, những người đạt được hiệu quả, những người đã làm theo và để phát triển trở thành những vị lãnh đạo trong công ty. Và họ, để đạt được cái điều đó, họ đã phải trả giá. Cái sự trả giá của họ xứng đáng, và ngày hôm nay họ đã nhận được những thành tích như vậy. Và rất nhiều người họ nhìn bên dưới, họ cũng mong muốn được lên sân khấu như vậy, họ cũng mong muốn nhận được những phần quà như vậy. Và như vậy, khi mà họ bên dưới họ không nhận được đó, thì họ cũng phải trả một cái giá, đó chính là nhìn người khác nhận biểu dương. Thế nên là gì? Khi mà chúng ta biết cách kích hoạt động nó, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được kết quả tốt nhất. Trong cuộc sống này, chúng ta thấy rằng không phải ai tổ chức một cái chương trình khen thưởng thì đều đạt được hiệu quả. Có rất nhiều người đặt mục tiêu đó là gì? Trong tháng này, ai đạt được 3 vô, tôi cho gì? Đến đảo Bali hay là đi đến gì? Maldives. Thì gì? Thì chúng ta lại không đạt được nó. Bởi vì là tại sao? Bởi rất nhiều người làm cái chương trình khen thưởng, tạo ra chương trình khuyến mại mang tính chất là gì? Bán hàng. Mang tính chất là gì? Là phải có những điều kiện rất là khắc nghiệt để đạt được lãnh đạo Bamboo. Có dễ không ạ? Không hề dễ. Chúng tôi cần phải đi cố gắng cùng nhau hợp tác nỗ lực và cùng nhau chạy đến cái đích điểm đó. Và khi mà đến, chúng tôi làm những cái chương trình khen thưởng như vậy là thực sự là bản thân đội nhóm cùng nhau chạy và mong muốn cùng nhau hoàn thành cái điều đó, chứ không phải là gì đưa một điều kiện ra đây, ê anh phải hoàn thành cái này thì tôi cho anh cái này. Mang tính chất gì? Mang tính chất để trả giá, mang tính chất gì? Nặng nề. Chính vì thế nhiều người mà tổ chức một cái chương trình khen thưởng thì nhiều người đã không đạt được cái hiệu quả mong muốn của mình. Tại sao chủ tịch của chúng ta mỗi lần đưa ra một cái chương trình, một cái hoạt động trao tặng một cái gì đấy thì thường thì tập đoàn chúng ta hưởng ứng rất mạnh? Mặc dù chúng ta để ý trong Tết vừa rồi đúng không ạ, chủ tịch có nói là gì? Ai mua sản phẩm này trong đúng 00 giờ chủ tịch tặng cho gì? Ở trên cái hóa đơn đó sẽ có một cái gì? Cái tặng thưởng đó gì? Chúc mừng năm mới thì Tết âm lịch đó, Tết Trung Quốc ấy đó. Và gì? Được tặng cho một lọ consensus và một mặt nạ đó bạn. Và quý vị có biết không ạ? Buổi tối hôm đó, trong một tiếng đồng hồ nghẽn mạng luôn. Tại sao hiệu quả nó cao như vậy? Là bởi vì gì? Bởi vì chủ tịch cho cái đó là gì? Là chủ tịch mong muốn cho, sẵn sàng cống hiến, muốn giúp đỡ cho đội nhóm của chúng ta, muốn cống hiến cho chúng ta. Rất nhiều người không hiểu lý do tại sao thì trong cái đợt dịch vừa rồi tập đoàn tại sao lại cho nhiều quốc gia này, ủng hộ nhiều quốc gia như vậy mà mỗi quốc gia lại đạt được gì? 1 triệu đô như vậy. Đó chính là gì? Mong muốn cho. Khi mà chúng ta có một tấm lòng mong muốn cống hiến như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ nhận lại được những sự cống hiến từ đội nhóm. Khi chúng ta có một cái tấm lòng mong muốn thì chúng ta sẽ đạt được những gì mà gì chúng ta mong muốn. Thế nên trong đội nhóm của chúng ta, việc khen thưởng là một việc vô cùng quan trọng. Tiếp tục chúng ta để ý, đấy là một số những cái món quà đó. Ví dụ như là đây là món quà của đội nhóm thôi, cũng có gì khen thưởng. Tiếp theo, cái viên đá thứ tư tôi muốn tặng đến tất cả các quý vị ở đây, đó chính là phương hướng. Phương hướng nó chính là cái kim chỉ nam để dẫn chúng ta đi đến cái đích điểm.
Tôi đã từng gặp rất nhiều người bị mất phương hướng. Khi mà mất phương hướng thì gì? Họ luẩn quẩn. Họ không đạt được những cái mục đích của mình. Không biết đi về hướng nào. Và những sự phát triển của họ bị chững lại, họ bị luẩn quẩn. Họ luẩn quẩn như thế nào? Chúng ta để ý, nếu như một người mà bị mất phương hướng thì không biết là gì, mình đi về hướng nào. Giả sử như quý vị muốn đi đến cái khách sạn này ngày hôm nay buổi sáng mà chúng ta bị lạc đường thì đó là chúng ta bị mất phương hướng. Thì ở trong cái môi trường này cũng như vậy, nếu như quý vị phát triển, quý vị làm việc thì quý vị cũng cần phải đi đúng phương hướng. Vậy thế nào là phương hướng đúng thì chúng ta cần phải làm sao? Đó chính là cần phải đi theo người dẫn dắt mình. Có một cái câu nói là gì ạ? Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Đi vạn dặm đường không bằng gặp ngàn vạn người. Gặp ngàn vạn người không bằng đi theo bước chân người thành công. Quý vị có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì cho xin một tràng vỗ tay đâu ạ. Lý do tại sao? Bởi vì khi mà quý vị đi đúng phương hướng, đi theo bước chân người thành công, thì quý vị sẽ tránh vấp phải những cái hố sâu. Và cũng giống như cái anh chàng mà tôi câu chuyện đầu tiên kể cho quý vị đó, là không bị rơi xuống nước để gì? Phải chịu trả giá đối với gì? Đối với cái điều mà không muốn học hỏi của mình. Thế nên cái phương hướng của chúng ta là chúng ta cần phải gì? Đi theo những người lãnh đạo ở trong môi trường này. Họ vào đây, họ có kiến thức hơn chúng ta thì chúng ta hãy học hỏi họ. Rất nhiều người là cứ gì? À, đi sử dụng kiến thức của mình ở những ngành nghề khác áp dụng vào ngành nghề này. Giả dụ chúng ta lấy một cái ví dụ, một người hành nghề bác sĩ mà lại gì? Nghỉ hưu rồi. Rồi sử dụng cái kiến thức của bác sĩ đó để đem đi xây dựng một cái căn nhà. Có xây được cái căn nhà không ạ? Có xây được không ạ? Sẽ không xây được. Bởi vì họ đã sử dụng kiến thức gì không đúng với cái môi trường đấy. Thế nên trong cái môi trường của chúng ta muốn thành công ở bất kỳ môi trường gì, đơn giản như người quét rác thôi, vào làm cái việc đó thì cũng phải học hỏi những người có kinh nghiệm ở trong môi trường đó thì mới được làm. Một việc nhỏ như vậy còn phải học thì gì? Reway. Những vị lãnh đạo chúng ta ngồi ở đây, họ là những người thành công, những người có thể có thu nhập hàng triệu đô. Vậy thì chúng ta tưởng tượng, để có được cái thu nhập như vậy, có cần phải học không ạ? Nếu như ngày hôm nay sinh ra một cái bỗng dưng trở thành một người thành công ngay, không cần học cái gì thì trường học còn ý nghĩa gì không ạ? Không còn ý nghĩa gì nữa. Thế nên chúng ta phải để ý, khi mà từ lồ né chúng ta sinh ra, chúng ta phải học, thì bất kỳ cái điều gì chúng ta cũng luôn luôn phải học hỏi. Darwin có nói một câu là gì? Học gì? Học nữa, học lại. Một nhà bác học còn học thì chúng ta có sẵn sàng học không ạ? Có sẵn sàng không ạ? Vậy thì thành công luôn luôn dành cho những người gì? Nỗ lực học tập. Nhưng có một điều nữa quý vị ạ, để muốn thành công hơn nữa, đi theo bước chân người thành công này, thì chúng ta phải có một sự lựa chọn thật là đúng đắn, là đi theo vị lãnh đạo của mình, lựa chọn cái công ty này, hãy tìm hiểu kỹ về nó, hãy đến cái môi trường của công ty này để tìm hiểu về nó. Đừng bao giờ muốn tìm hiểu công ty này mà là gì, lại ra ngoài kia lên trên mạng cha và tôi biết hết về công ty này rồi. Tôi đã gặp rất nhiều người như vậy, đến tìm hiểu công ty này nhưng mà đấy bảo đến hội nghị của công ty này thì không đến. Họ bảo không, anh này siêu lắm, đấy bạn thân ở đấy toàn là nhận thông tin của đối thủ cạnh tranh. Mà thử hỏi những người ghét quý vị thì có bao giờ nói tốt được quý vị không ạ? Không, đúng không ạ? Chỉ có gì, chúng ta muốn tìm hiểu kỹ nhất, hiểu rõ nhất về cái môi trường đấy thì cần phải tìm hiểu thông qua những người trong môi trường đấy. Hãy đến môi trường này, đừng bao giờ thấy một người lãnh đạo xinh đẹp như lãnh đạo
Đàm thì Minh Thúy của chúng ta, nhưng mà vô tình bố mẹ lại đặt tên là Nở thì sao? Mô đây đi, ê mày ơi, đi đến nhà cô kia để cô Nở xinh lắm. Thì lập tức nghe tiếng là gì, Nở đi thì cũng mà xinh đó, chỉ có Chí Phèo mới nhận được thôi. Cái này chắc là gì khó đấy ạ. Thế nên là gì, đừng bao giờ phán đoán thông qua một cuộc điện thoại. Đừng bao giờ phán đoán thông qua một cuộc điện thoại mà nói rằng đến công ty đấy không tốt, cái môi trường đấy không được. Cuộc sống của chúng ta và chúng ta quyết định. Đừng bao giờ để vận mệnh của mình nằm ở trên cái miệng của người khác. Đừng bao giờ để những lời tiêu cực của những người không hiểu về môi trường này mà giết chết chúng ta, để chúng ta không được thành công. Nên ở đây chúng ta sẽ xuất hiện rất nhiều dư luận mặt trái, đúng không ạ? Nên trừ khi nào chúng ta đứng trên dư luận, chúng ta vượt qua được cái dư luận đó, thì chúng ta mới có thể đi đến đích điểm của thành công. Bởi vì khởi điểm của thành công chính là tin tưởng, đích điểm của thành công là kiên trì. Mặc dù quý vị lựa chọn, biết là lựa chọn quan trọng với sự nỗ lực rồi, nhưng chúng ta không có sự kiên trì thì cũng không bao giờ đến đích điểm của sự thành công đâu. Nên đến cái môi trường này, chúng ta muốn thành công thì hãy bước đi theo bước chân của những người thành công. Vậy những người thành công trong môi trường này họ làm gì? Thì chúng ta hãy để ý là họ luôn luôn học tập có được 4 cái viên đá quý giá này. Và ngày hôm nay quý vị ở đây đã nhận được 4 viên đá này, hãy cho cái chủ đề này một tràng vào tay được không ạ? Những kiến thức như thế này, thực sự mà nói, đó không phải là kiến thức mà tôi nghĩ ra, mà tất cả những kiến thức này đó là chủ tịch tập đoàn quốc tế Liên Hồng, Liên Quan Hồng là người đã đưa ra tất cả các nền tảng, bao gồm 12 chủ đề. Và 12 chủ đề có thể dẫn dắt từ một người bình thường trở thành một người phi thường, một người chưa có kết quả chưa có thành công thì trở thành một người thành công. Nên chỉ cần quý vị ngồi ở đây đến hết buổi ngày hôm nay thì chắc chắn nếu như quý vị lựa chọn đi quay là sự nghiệp của mình thì chắc chắn quý vị sẽ là người thành công. Vậy người thành công thì chúng ta cần phải làm gì? Là luôn luôn nắm bắt, đi theo hội nghị, theo sát hội nghị, công ty tổ chức hội nghị thì chúng ta cần làm gì ạ? Chúng ta hãy chỉ cần làm một việc đơn giản, đó chính là gì? Tham gia các hội nghị của tập đoàn. Công ty có tổ chức những hội nghị như thế nào? Ví dụ như là tiệc tất niên, hội nghị đào tạo lãnh đạo, hội nghị lãnh đạo cấp cao nhất, hội nghị biểu dương và đêm hội lãnh đạo tinh anh vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 đều có. Hội nghị đào tạo lãnh đạo, hội nghị cấp cao nhất, hội nghị biểu dương, tất cả những tháng này, mỗi một tháng công ty đều có những cái chương trình như vậy. Và những chương trình như này có thể để tháng 3, bây giờ tháng 2 thôi ạ. Tháng 3 sẽ có chương trình hội nghị lãnh đạo cấp cao nhất và hội nghị biểu dương. Nếu như quý vị tham gia hội trường này thì tháng sau quý vị sẽ có cơ hội thực hiện trong này. Và quý vị làm ngay cái điều đó thì chắc chắn thành công sẽ đến nhanh nhất với quý vị. Bên cạnh đấy, tập đoàn quốc tế Liên Quân luôn luôn tổ chức liên tục trong vòng 12 tháng. Tháng 7 cũng có chương trình hội nghị đêm hội phi mã, tháng 8 hội nghị đào tạo lãnh đạo, tháng 9 hội nghị cấp cao nhất, hội nghị biểu dương, tháng 10 đêm hội lãnh đạo tinh anh, hội nghị đào tạo lãnh đạo, tháng 12 tiếp tục là hội nghị lãnh đạo cấp cao nhất. Tất cả những hội nghị này đều mong muốn giữ nhiệt, kích phát, khen thưởng và làm tất cả những cái công việc mà 4 viên đá quý giá vừa rồi quý vị đã nhận được. Nên quý vị đến cái môi trường này, chúng ta không ngừng tham gia những cái khóa học. Ví dụ như là ngày hôm nay là cái chương trình đào tạo của chúng ta, đúng không ạ? Bên cạnh đó, tập đoàn chúng ta có tổ chức rất nhiều các chương trình đào tạo để kích phát, để giúp đỡ cho đội nhóm chúng ta. Ví dụ như là đào tạo 3 ngày 2 đêm, hội nghị bậc sao có mượn sức đúng không ạ? Mượn sức được rất tốt. Cuộc hẹn với chủ tịch, nếu như chúng ta có cơ hội được gặp với sếp của mình, ngày hôm nay chưa được gặp với sếp, với chủ tịch thì chúng ta gặp gì? Gặp lãnh đạo của mình. Đội nhóm của mình có lãnh đạo quốc tế đến chúng ta có thể gặp với nhau. Tiếp theo, những cái hội nghị hàng tuần của chúng ta đó là hội nghị chia sẻ sản phẩm, là cái hội nghị rất là tuyệt vời chúng ta mượn sức. Tiếp theo là hội nghị chia sẻ nhân chứng, hội nghị chia sẻ cơ hội kinh doanh, các lễ như là lễ tạ ơn tổ chức vào đầu năm, lễ khai trương công ty, họp kỳ nghỉ đặc biệt, hội nghị đặc biệt của đội nhóm, tất cả các loại chia sẻ. Hội nghị ngồi với nhau chia sẻ bình thường, các cuộc họp trước hội nghị, cuộc họp sau hội nghị và kể cả hội nghị ăn lẩu ở nhà sếp cũng là hội nghị, được không ạ? Nên thông qua cái buổi ngày hôm nay cũng mong rằng tất cả các cô chú anh chị, các lãnh đạo của chúng ta nắm bắt được
cái cơ hội để chúng ta tham gia ở đây. Chúng ta tham gia tất cả các hội nghị của môi trường này. Ở cái môi trường này, chỉ cần quý vị làm một điều rất đơn giản, đó chính là hội họp là đến. Mà hội họp đến rồi, chúng ta phải đưa người đến để tham dự. Và lúc đó chúng ta sẽ có đội nhóm. Hãy làm lại tất cả những cái điều mà cái chủ đề của ngày hôm nay bao gồm có 4 cái đáng quý giá đó. Chỉ cần quý vị làm đúng những cái điều như vậy thì chắc chắn quý vị sớm muộn sẽ thành công ở trong môi trường này. Và hy vọng rằng thông qua buổi ngày hôm nay, quý vị sẽ nhận được nhiều kiến thức hữu ích nhất. Và chúc cho tất cả các cô chú anh chị chúng ta ngày hôm nay sẽ thu nhận được nhiều kết quả, nhiều thành công, và đặc biệt ứng dụng được những cái chủ đề trong ngày hôm nay chúng ta học được vào thực tế và trở thành người lãnh đạo của Reway quốc tế. Xin chúc tất cả các quý vị